em là bảo là thằng Tuân nó không chú tâm vào bán hàng mới thế nọ thế kia. Thực ra là tôi nói thật là tôi cũng không không chú tâm lắm cái việc bán hàng đâu. Đôi khi thì mình nghĩ quẩn thì mình nghĩ là cái việc bán hàng nó như kiểu gian thương ấy, nhưng mà đôi khi thì thấy là mọi người có cái nhu cầu mua mua sản phẩm không tìm được chỗ nào thì mình lại bán hàng như thế, nó cũng là cống hiến cho xã hội. Chứ còn còn hơn là mình cứ nên TikTok hoặc là mình mở TikTok ra mình lướt cái bọn hở vú hở vê, nó chả đóng góp gì cho xã hội cả, nó bán hàng nó cũng là đóng góp cho xã hội đấy, tôi phải nói thật đấy. Còn đây là tôi chia sẻ cho mọi người là đây là cái việc gọi là uốn bonsai mộc hương ngay từ đầu, nhưng mà cái loại uốn bonsai này nó mất mất thời gian lắm, tại vì mộc nó chậm lớn. Với cái thứ hai nữa là cái khi mà các bạn mà thấy phun xước các thứ ấy, uốn bonsai ấy thì là nó nhanh liền hai cái thân này này, thân nó lở nhanh để nó liền, nhưng mà uốn thế này nó chậm. Đấy. Quy trình gọi là sắp tới thì đến mùa hè bắt đầu là mộc hương như này nó nhanh lớn hơn, còn bây giờ nó đang là cái mùa mà nó ra hoa thôi. Này quét này, hoa giấy này, đơn nhung lá nhựa này, đấy đấy hoa giấy. Hoa thực ra là nếu mà hoa giấy như này mới hoa hồng thì nó nhanh, chứ vừa rồi là cái trà này, trà nó chậm, trà hôm qua quay tí nữa các bạn ấy bảo là có cái muốn có cái nhìn về về trà. Ui rồi cái dâm bụt cũng muốn bán sai kìa, ui rồi. Nhưng mà cháu không thích cái kiểu gọi là cái thế rồng nộn này đâu. Chả biết về về sáng tạo ra chứ nhỉ. Tại vì là cái loại mà mộc hương mấy cái loại loại này này nó không 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 nó không nhanh như kiểu bọn sung. Bọn sung thì khi mà ông uốn thành hình số 8 số 9 ấy, nó đè vào với nhau thì nào nó đẹp. Đè thân vào với nhau nó đẹp. Cháu phải có một cái giáo trình nào để xem kiểu uốn uốn ở bên nước ngoài như thế nào. Đây như kiểu hoa giấy này nó cứ lòng vòng. Thấp như này. Cảm giác là nếu mà như các ông mà chơi chơi bonsai mà nói thì các cái hàng này là hàng hội chợ đây này. Nhưng mà đúng là uốn như thế này mà ông cũng cũng là trong cái trong các bài nói chuyện của cháu là ông cũng tóc bết mà tại sao mà cứ cái sao lại uốn mà cái cây nào cũng sâu số 8 số 9 thế này nhỉ? Chả biết bây giờ phải uốn kiểu gì nhỉ? Ra ra anh chị có cây à, nhưng mà cây to. Cây uốn bông rối. Thì anh đang vứt ở vườn anh Trịnh đấy. À, cái này còn quay rõ lại hai cây hồng đi em. Cái ông có thêm tí nhiệt huyết để ra quay hai cây hồng không? Nhiệt tí thôi. Thì đi. Đấy đang quay mộc bonsai. Đây là tôi lẻ các ông nắm đấy, tại vì là ra riêng là thay vì đi lễ chùa là tôi đi quay cây đấy. Chứ còn tôi mà theo như bọn bọn có tí máu tham nhũng tham nhiếc gì mà ông mua hồng của tôi có tham nhũng đấy. là tôi nói thật là giờ này tôi đi chùa rồi. Súng à. Đấy. Sắp tới đến cái mùa nóng nóng này, khách khứa đây lại còn thực dược nữa. Đấy khách khứa con này cũng đẹp. Sắp đến mùa hè còn thật nó khách thì nó liên hệ mấy cái thủy như cháu còn chả nhớ được cái gì cơ. Dạo này đầu óc nó bung biêng hết rồi đây này. Đấy. Thôi nào ra quay rõ cho ông hai cây hồng. Vừa mới quay xong rồi. Này xung này. Tôi lại thấy cái hàng các cái bọn nghệ thuật như này nó hay hay như này mà ông không xem. Quay hồng đấy hay nhỉ, đấy sung gọi là sung sung nếp siêu quả đấy, nắm trò lắm. Ừ ông ơi, ông thắng ông bắt cóc hôm nay. Dâm bụt kem hồng thế hôm nay bà già lại đưa chìa khóa đi. Các ông cứ xem TikTok nhiều này đến khi mượn xe của bà già là bà già khéo ông bảo là mẹ thằng này không cho mượn đâu.
mang đi cắm à, mà mượn xe à? Ô, ông có cái tật đứng à? Lại quay cây hồng, quay thế này mà chỉ trả được chính phủ trả lương gì kể. Vậy phải cái xe kia cháu mới có nhiều thước. Xe này chẳng có thước. Bình thường xe cháu thiếu gì thước. À, đi kiếm ăn thì không có thước. À, cái đa mà theo kiểu chùa đấy à. Nói chung là cả làng thì cũng có đấy, nhưng mà để mà bán đa thì nói chung là ở làng tôi nó ít. Chứ còn ở cái đất cây cảnh này thì cái mẹ gì chả có. Bán được cả đất cơ mà. Ơi, hết tiền sao xe nó cứ bon thế này. Thế nay mà công ông Thắng hôm nay cũng được 2 lít thì cũng buồn cười nhỉ. Các ông mua nhiều tới tấp vào để còn năm sau còn sản xuất tiếp. Tí nữa còn ra ruộng cơ, cái hồng Sa Pa to lắm. Đó. Đây. Làm gì có ông nào xinh đẹp. Ừ. Ông Thắng là theo đúng cái kiểu khệnh khạng như này. Ông phải tiến hành luôn, cho tay vào gốc xong rồi đo đo bóp bóp cái gì nhỉ. Sờ lắn các kiểu như đứng ấy. Cứ như kiểu thanh niên, các thanh niên cứ đứng cái bên ô tô rồi chống nạnh nhỉ. Cái này thì ông phải bóp vào đây thì ông mới biết là vanh khoảng 16. Đây là con hồng bạch hô à. Còn cái vanh này to lắm. Vanh này nó phải tầm 25 cơ. Cái tức là cái ngày xưa là, ngày xưa lên đây này. Đây không phải ghép nhá, dành cho các bạn mà kiểu lơ tơ mơ thì hay bảo là ghép. Thì tôi khẳng định luôn là cái hồng cổ này nó không ghép. Nhưng mà ngày xưa là kiểu các cái ấy ở đây này, để tạo ra cái kiểu một thân, gọi là thế thẳng đứng lên đấy, gọi là chi rốt đấy, thì là cắt bớt những cái này lên, thì xong rồi nó đùn cái này ra này. Tức là mai sau là ngày xưa là cắt các cái cành ở đây này. Đấy. Chứ còn không phải ghép. Các loại hồng cổ như này, như ông nào mà ở trong chuyên môn mà nói thì là không có ghép đâu. Đấy, vanh gốc là 16, 17 gì đấy. Đây, tay tôi, tức là các ông cứ kéo thước ra thì nó mà 16. Đấy, thoát thân thì những lúc đấy là thoát 1m4 hay sao này. Hai, con mẹ sao tưởng sao mà cứt. Đỗ tương à, ông cho đỗ tương à? Rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lên đây thì 1m6. Và mình bập bập ra, lúc đấy bảo 3 triệu thì hơi gì. Cái thủy nó không báo giá cây này à? Ông Dung đi xem nào. Dung cho tơi bời đi, Dung tiếc đi. Xuân Bắc vào đây mà xem này. Có mấy cái cây gọi là cũng nên nói chuyện đạo lý như đúng rồi mà nắm người chia sẻ lắm. Toàn cây kiểu chết rét đi, khen là phụ nữ là cũng giống như hoa, chúng ta phải cắt tỉa mới cho ăn mới thế nọ thế kia. Ơ, ra vào nhìn cây này chắc là mẹ nghĩ cây này mấy chục triệu ngay. Mà động vào mấy cái cây hàng bụi vớ vẩn của ông Xuân Bắc là ông cũng phạt cho chục triệu mới 20 triệu. Nhưng có ra cái gì đâu. Đúng không? Đây cây đẹp như thế này, to cao lực lưỡng như thế này, thoát thân như thế này. Nên chậu xong rồi hàn khung hàn kiếc như thế này. Các ông kia cứ bảo là quê em chặt đi đầy mới vứt ở ngoài ruộng đầy. Thế vào xem video của Xuân Bắc. Vậy toàn mấy cây lùm nhà lùm nhộm. Đây còn đây là cái cây hoa tầm xuân. Còn đây là bạch hoa. Ông vặt cho cháu một bông cho nào. Ông cao nhất nhà. Cẩn thận ông ngã nha. Hàn ở đây nói chung là cái chất lượng hàn khung mới là nên chậu nó đẹp. Cái chậu này, à đấy, nói chung là cái cây cao này nó cũng phải tầm mà gần 3 mét đấy, 2 mét mấy đấy. Đây, đây, bạch hoa đây. Bạch hoa này. Bạch hoa thì hoa nó to. Đấy, cái form của nó, cái form nụ nó cực đẹp. Nụ nó cực đẹp, lá nó to. 4 triệu bèo giặt mây trôi đúng không? Pập 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 lần nữa nhá, 5 triệu. Mà thôi, quân tử nhất ngôn 4 triệu đi. Kiếm tiền từ các ông ấy ngại lắm. Ông cháu mình cứ đi quay xong rồi nhận tiền cọc xong rồi bùng nhá. Đó hết đầu rồi. Tự nhiên hai thằng của mẹ là cứ đứng trên cây xong rồi nói chuyện lên tha lên thiên xong rồi tự nhiên khách ngớ ngớ thế nào này gửi tiền cọc thế là thôi mất hút con mẹ thằng lươn luôn. Đấy kinh nghiệm cho các ông. Ơi phải còn cây nữa cơ mà. Tầm xuân. Ở đây thì bà ấy cũng vo vẽ bà ấy biết đây.
Đấy, cho nên các ông vừa hết sức tỉnh táo mà cứ thấy mà một già một trẻ mà đi con xe Sirius mà cứ đứng gần cây là nghi là các ông quay cho gọi là mồi chài nhấy tiền cọc thôi.